Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá ngôi nhà của Bình An nhá. Đây là ngôi nhà mới của Bình An này. Chúng ta sẽ vào bên trong xem có cái gì nào. Cốc 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 cốc, mở cửa ra nào. Wow, xem ngôi nhà có cái gì đây. Đây là cánh cửa này. Đấy, chui bên trong nha. Wow, ở trong này nhiều đồ chơi chứ nhờ. Đây các bạn này. Đấy, toàn đồ chơi của Bình An thôi. Wow, ở dưới này có cái gì đây? Đây. Oh, đây toàn là ngôi sao. Đây, giấy này. Chúng ta sẽ tìm hiểu xem có những chiếc xe gì nha các bạn. Wow, nhiều thế nhỉ? Nhiều loại xe thế. Wow, đầu tiên đây là chiếc xe cảnh sát. Đây các bạn này. Đấy, chiếc xe cảnh sát này. Chiếc xe này chạy bằng pin. Đây, police car. Đấy, nó chạy nha các bạn nè. Đấy, chạy bằng pin. Đấy. Ok. Tiếp theo, đây là chiếc xe chở xăng. Đấy, petrol truck này. Tank truck. Tiếp theo nữa, đây là chiếc xe trộn bê tông. Wow, đẹp quá. Concrete mixer. Xem nào. Wow, trên này là chiếc xe quét đường này các bạn. Sweeper. Và đây là một chiếc xe chở xăng tiếp theo. Đây, super power. Đây tiếng Anh chúng ta sẽ gọi là Tank truck. Ok, tiếp theo nào. Wow, đây này các bạn ơi. Đây là chiếc xe mô tô địa hình. Đây, chiếc xe mô tô địa hình. Tiếng Anh chúng ta sẽ gọi là monster truck. Wow, nhiều quá. Đây là một siêu phẩm khác này các bạn ơi. Đây là chiếc xe gỗ nha các bạn. Đây, chiếc xe gỗ. Chiếc xe gỗ. Đây là xe chữa cháy. View. Wow, đây này. Yeah, đây một chiếc xe con. Đây một siêu phẩm chiếc xe đua. Đây, siêu xe này. Siêu xe. Wow, đây còn có đồng hồ cát này các bạn ơi. Đây có đồng hồ cát này, xem chạy nào. Đồng hồ cát ạ. Đấy. Đây là đồng hồ cát đấy các bạn. Đây, đang chạy này. Tiếp theo là wow, chiếc xe cứu hỏa. Đây, xe này có thang rất là dài nhé các bạn. Đây. Đấy. Bỏ cái thang ra. Đây. Đó. Chiếc xe cứu hỏa có thang rất là dài này. Ở dưới này đây, dưới này là chiếc xe máy xúc nhỏ này. Chiếc xe máy xúc tiếng Anh là excavator. Và đây thêm một chiếc xe trộn bê tông nữa các bạn ơi. Concrete mixer. Chiếc xe này đã bị Bình An tô màu. Theo là chiếc xe gì đây? Wow, đây này các bạn này. Forklift. Đây là chiếc xe nâng. Đây nữa. Wow, xe gì đây? Và đây là chiếc xe máy xúc. Đúng không? Máy xúc khoan này. Chiếc xe khoan này. Chiều excavator. Thêm một chiếc xe trộn bê tông nữa này các bạn ơi. Wow, xe trộn bê tông chúng ta sẽ gọi là gì nhỉ? Concrete mixer. Như vậy là chiếc xe bê tông màu vàng chúng ta sẽ gọi là yellow concrete mixer. Đây một siêu phẩm mới này. Đây là chiếc xe tải. Xem nào. Đây là chiếc xe tải này các bạn này. Xe tải này dùng điều khiển. Đúng rồi. Xe tải này dùng điều khiển nhá. Bật lên. Điều khiển đây ạ. Đây là điều khiển của xe tải nha các bạn. Xem đi không. Đấy. Đấy. Vẫn hoạt động bình thường nhá. Đấy. Đây là chiếc xe tải. Ok. Tiếp theo là chiếc xe gì đây các bạn? Wow. Đây là chiếc xe cân cẩu.
Wow, cần cầu dài này. Đấy. Đây là chiếc xe cần cầu. Chúng ta sẽ gọi là crane truck. Yeah, ok. Chào đi chị cũ. Yeah, wow. À, lại thêm một chiếc xe cứu hỏa nữa đấy các bạn này. Đấy, cứu hỏa này cũng có rất là dài. Ai hà, đây là xe gì đây? Đây là một chiếc xe máy xúc. Ây da. Ây da. Chiếc xe máy xúc màu vàng. Wow, xe gì đây các bạn ơi? Vâng, đây là chiếc forklift truck. Đúng rồi, đây là xe gắp gỗ này. Hay gọi là, chúng ta có thể gọi là xe nâng cũng được nhé các bạn. Đây. Rồi, tiếp theo, cuối cùng là chiếc xe tải. À, chiếc xe ben. Đây các bạn nha. Xe tải hoặc xe ben, chúng ta sẽ gọi là dump truck. Đây, xe ben, chúng ta sẽ gọi là dump truck. Chiếc xe này, đấy. Đây là dump truck đấy các bạn. Đây, con nút này. Bật lên. Dump truck. Ok. Vậy là chúng ta đã khám phá xong ngôi nhà của Bình An thôi. Chúng ta hãy cùng xem tổng thể nhé các bạn. Wow, nhà đẹp quá. Hôm nay Bình An không ở nhà nên là tranh thủ các bạn ơi. Tranh thủ khám phá ngôi nhà của Bình An nhé. Ok, goodbye các bạn. Tạm biệt các bạn nhé. Đây, ngôi nhà này có rất là nhiều hình này các bạn này. Đây, hình ngôi sao này, hình trái tim này. Wow. Đây. Đó. Ngoài ra có cái hình máy bay này, hình xe tải này, hình thuyền này. Đó. Ok, chào tạm biệt các bạn nha.